Những điều thú vị về thế giới động vật, phần 13, loài khỉ. Khỉ là loài động vật có vú thuộc bộ linh trưởng, được biết đến với sự thông minh, tinh nghịch và khả năng thích nghi cao. Chúng phân bố rộng rãi trên khắp thế giới, từ rừng nhiệt đới châu Mỹ, châu Phi đến các khu rừng và vùng đồng cỏ châu Á. Khỉ có nhiều loài khác nhau, từ khỉ đầu chó ở châu Phi, khỉ đuôi dài ở Đông Nam Á, đến khỉ rừng nhiệt đới ở Nam Mỹ. Khỉ sống trong các nhóm xã hội phức tạp, với các cấu trúc gia đình và hệ thống phân cấp rõ ràng. Chúng thường giao tiếp với nhau thông qua các tiếng kêu, cử chỉ và biểu hiện khuôn mặt. Một số loài khỉ còn có khả năng sử dụng công cụ để kiếm thức ăn hoặc tự vệ. Điều này chứng tỏ trí tuệ vượt trội của chúng. Ngoài ra, khỉ cũng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Chúng giúp phát tán hạt giống của nhiều loài cây khác nhau, góp phần duy trì sự đa dạng sinh học của các khu rừng. Tuy nhiên, môi trường sống của khỉ đang bị đe dọa nghiêm trọng do nạn phá rừng săn bắt và buôn bán động vật hoang dã điều này khiến nhiều loài khỉ đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng vì vậy việc bảo vệ khỉ và môi trường sống của chúng không chỉ là trách nhiệm của các nhà khoa học và tổ chức bảo tồn mà còn cần sự chung tay của cộng đồng toàn cầu chỉ khi đó chúng ta mới có thể đảm bảo rằng những sinh vật thông minh và đáng yêu này sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển trong tự nhiên